tên World gì ấy, xong tạo join theo ấy, join theo ai? tôi đang tôi đang tạo Mẹ, tên World gì. tôi đang quay đấy. Đang bật đăng nhạc Sekiro đấy. Nhạc Tên Sekiro. vua là Nhạc ấy đi giật giật. Nhạc ấy đi giật giật. Nhạc ấy đi giật giật. Nãy Nimi, bảo Nimi với tôi làm vào Discord làm xong rồi. Nimi làm hết sạch tôi chưa kịp làm gì. Tôi ghi được hai lùn. kỳ hai dòng xong Nimi làm hết sạch luôn. Lùn. Rồi, Monkey World New. Sợ. Thằng Lâm đâu? Mày la quỷ tới Lạc con mẹ ông đi. tới Trời ơi, nhạc Sekiro. mày Thành mẹ nhạc Sekiro. Lâm lê thằng nào. đường đường Bắt đầu ấy. Con Chào mừng các bạn. Cạm muốn intro không? Chào mừng các bạn quay trở lại với season 2 của The Forest. Hay có season 1 à? Season 1 là đang là test thế nên là không quay. Timmy. Gì vậy? Jimmy. Timmy. Mấy ông có định skip các ski scene Có skip không? Tôi Tôi đang ngồi cạnh cửa sổ này. Tôi ngồi ở ghế không ngồi cạnh cửa sổ này. đang tôi ngồi cửa quay sổ, tôi là nhân vật chính mà. Thằng cạn Có ghế ngồi ở ngoài này. ghế bên tay trái đúng không? À, tôi tắt Insta Replay đi. Timmy. Vãi cả. Thôi, tôi quay, tôi phải phải xem. Phải cho khán giả xem. Cái tiếng to. Tiếng to. Sao tôi không ngồi cạnh Jimmy à sao? Jimmy. Vãi. Timmy. Thằng cạn đang bò dưới chân nơi này. Ngồi ngay ghế bên cạnh. Yêu. À. Bị bắt con rồi. Thằng nào như cứt này. Tí nữa mình. Ăn luôn. Thằng nào kinh được cái này. Ôi rồi, mãi mới dậy. Ăn với. Thằng nào thằng da đen. Ăn với. Ăn vai. Mẹ chưa gì đầu game đã hỏi thằng da đen. Thằng cạn có quả đi. Tránh Cái ra không đi được. Ít nắng cay. Tôi có gì đây? Chụp ảnh em nào. Ăn quả kính được rồi. Tao không thấy anh Sao kìa. sao Đây. thằng 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 như Lâm kìa. À, eo gì đến với thằng Ấn Độ rồi. Thế kia. Có tin tôi chụp. Cái gì? Mẹ. Tôi trông như này. Nó trông đất đẹp đấy nhở. Đất đẹp phết đấy. Đi chết đi con ở dưới đi. Cái gì lấy có gì đâu mà giết. Trả được không? Đau, mẹ, thằng Lâm này. Eo, Lâm mặc cái gì kinh thế? PvP damage off. Ở đây có cái làng luôn này. Làng anh không kinh Lâm mẹ. Hề mình đừng có muốn đối đuổi lại. mà mình sợ Đó. Có bật đâu? Để tôi chém Linh vẫn nghỉ. Thật. Full PvP damage multiplayer off này. Đừng có bốn người em mình sợ. Thế phải à? Ê đi đập mấy cái này đi, cái này cho đồ cho
bỏ tôi lại. Hô 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 bình mai à. Hô hô tăng tăng tưng tăng tưng tăng 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 tưng tăng tưng tăng tăng tưng tăng tưng. Hô 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 hô. Event như nào ấy nhỉ? Y dài à? T à? R à? G F y ngắn. Xa thế. Ủa. Ở khi vàng nào. Vàng gì cơ? Khi đồ. Xuống dưới dốc này khi là biển hay sao ấy nhỉ? Đi nhặt đá đi à? Để làm xây tường tiếp. Anh em ơi. Đá rồi. Lúc đấy lút lút cắt đi đâu đây? Anh có con gì ấy? Đâu con gì? Lizard. Đây là Lizard. Giờ đi. Cái gì nữa? Ôi, lấy dây thừng. Như có The Forest không? Có. Nhiều. Tôi đang để mắc vào 4 rồi. Sao để 4? Thế thì tôi áo ra vào lại vậy. 8 người mà. Ừ, tôi tặng 8 người. Eo, mất công quay. Tất... không có gì. Tôi làm xây nhà nhá, mấy ông làm cốt trợ. Kìa. Ai cũng phải xây nhà hết. Đàn bà trẻ con. Cái gì? Cũng phải xây nhà. À thôi, Vũ cứ xây nhà cho Vũ một bình xây cũng được. Một bình tự xây đi lấy. Tự bị đợi để lấy 1.000 đá. Ôi, Lâm bị đau à? Lâm bị dính máu không? Đâu rồi, nó có đâu rồi. Em không tự ra nha. Ô, dính máu! Fuck! Đau! Đau thật à? Cứ tìm thấy, cứ tìm đùa. Lâm ơi, nhập hết đi! Ê, cạn lấy ra cho Vũ vào đi. Ờ. Ê nhưng mà không biết AWM gửi gì. SC Acid. Acid ở đâu? Còn escape là xong. Escape ở đâu? SC ra tôi ra một đống ấy. Tôi ra một đống cái kiểu display graphic. Gameplay control key binding ấy. What the fuck? Tôi ra này luôn ấy. Có chữ bác bên dưới ấy. Oh. Cho tôi 10 phút tôi phải tải lại game. Ôi dồi ôi. Cái gì ạ? Đào nhỉ. Mẹ, nó mau rồi. Thế đi để 5 người đây. Để 5 người. Ok. 6 người luôn. Mọi mặt mặt ao này được ao. Tôi vẫn đang trong game. Host not responding. Nó cứ qua ngày nhanh ấy. Tối lại sáng, tối lại sáng. Lag đi. Thằng nào lại mời? Nào, ao ra. Có phá đảo được luôn trong một đêm không? Không. Thôi. Ờ, câu chuyện nó dài hơn. Mời lại. In cái lời mời. Mẹ, nút invent xa vãi, thế kiểu. Kể save. Tôi không được mà. Graphic. Oh yeah. Thể lag của ai đấy kiểu. Grad density. Áp người luôn. Thằng vừa mơ đây. Sao không continue được à mẹ. Thật xem lại. Thật skip mẹ. Tết ông có về Việt Nam không? Không, không. Nghèo. Không có việc, không có, không học gì hết. Lục. Năm ba rồi đây. À, ai? Nghĩa là gì có năm? Mình năm ba. Ừ. Sắp cuốn gói khỏi trường đến nơi. Ông phải học mấy năm? Học đủ điểm mà ra. Đủ điểm mà thì thường là mấy năm nếu mà không 3,2 3,5
3,55 á. Ừ. Ồ, lâu thế nhỉ? Ông già chưa? Chưa, tôi gọi 1,5. Thế 1,5. Nhưng mà tôi học muộn 1 năm so với ông mà. Ờ nhỉ. Nghĩa muộn chắc muộn 2 năm. Cái gì đây? Đang đây để đang đây cho phun. Xem mấy ông vào nhanh ấy. Đây. Thật thôi. What the Giờ fuck? được nữa. Tôi mới lốt. What the fuck? Có Cái gì đây? cái Cái gì gô cơ? cũ ấy. Sao lại vào gô Cái cũ? Ơ. Gì mà gồm cũ là như thế này? Ơ. À, skip. Ôi. Ok nha. Tối thế. Ê, bình tĩnh đi, tham quan lại gô cũ đã. Mẹ. Sao lại ở gô cũ này? Sao tối Thôi đi thế? vào đi Tớ... nhanh thế. Kiểu vô cụ. Ôi Ờ vãi. Hết vẻ. Tối thế. Nói với Tối tôi. thế. Đây. Ở gô cũ là gô nào đây? Sao có nhà đủ kiểu các thứ rồi này? Tôi Đi mới vào đây ra. đi Dẻo ra tuần linh có một thằng đi ra ấy Tôi cần quay lại thì tôi có đã ăn gì đâu. đấy chỗ đấy chỗ này an toàn mà Ở chỗ này chỗ an này toàn nhất luôn, trong này trong tường mà. Ê, đi nào tham mấy ông quan có biết đã. mà mấy ông có biết tôi đi đang solo 2 con ở dưới hầm không Rồi gì ấy? mẹ Ôi kinh quá, ai chẳng muốn xuống đâu, có đèn pin không? Cái đi sáng không? Tránh ra. Sao lại Ôi mày vào đây? mấy ông ở đâu ấy? Tôi đang đi Đang đâu ở bờ ấy? biển này hả? Đang ở bờ biển này hả? Ông có biết là tôi đang ở dưới hầm nào Ai biết? Chịu. Ừ, phê quá. Ôi rồi, mày ấm. Sao lại chơi bị vua như này? Ê, Không còn thể. nước rùa này. What the Sủa. Thế là không chơi từ đầu mà. Ê, sao với ông Có xem đôi này? lại bị lạc bên dưới Ông biết tôi đang ở đâu không? ai biết chẳng là số bố đây à Ông lên mà Lâm xem này. Lâm muốn ăn thịt thịt đâu thì ngon cực Trời vãi. Lâm Thế ơi sao ra tôi để đây đây? Lâm đâu rồi ra đây cho tôi cho ông xem cái này hay cực ông thấy cái gì đấy không Đây là dưới hang mà Đấu sao trưởng nhỉ? dưới hang Tôi ở mà dưới hang. Chẳng có thế. Thế hay sao tôi không ở dưới hang? cái tại gì để tại vì lần cuối đây là bẫy là ở dưới hang mấy con Titan nó sẽ đi qua đây và ông đây là bẫy để chặn Titan chắc thế có tay tình cái này ngu vãi sao không làm luôn được cái cổng ở đây cho xong ấy chỗ thằng vừa này phá gì ấy tôi không Lâm phải đâu đóng cửa vào như này Ui, Lâm kinh ngoại Lâm thấy cái trả tường này không tự ăn một chữ e Lâm ông thấy cái tường này không ông đi bây giờ ông đi dọc theo cái tường này được đấy ông lấy lighter ở đâu ấy nút L ấy à đây mẹ giật đến mình theo vãi cái tường này xem cái tường này là to như đến mức nào đi e gì đây trong quạt ạ à? Ok, tải game xong rồi. Cứu! Không ai cứu ông đâu, ông im mồm đi. Không ai cứu đâu. Oh. Rộng Ai moi đây? Thế ông đây là chỗ canh chỗ đây chỗ đây là chỗ canh tác này. Eo ơi, ao game đây kinh quá. Đừng có ao. Thôi thấy như lag rồi sao này? Thì đi được một chỗ. Ao hỏi kinh quá. Mẹ Thôi thằng vào ấy đi, ngủ vào đi. Ông vô mới đi. Tôi còn Ôi, ông mới đang đi cho đi đây. tham quan nữa. Moi tôi đây. Không biết tôi Ai một mình. ai mỏi Trái bắt ông đi Để dưới cả. đấy một mình. Khổ quá. Trái bắt ông đi. Tôi muốn lên. Tôi vẫn tham quan nốt. Ai mời vua vào đi? Cái vua Cái vua cũ à New game rồi New Oh, game game plus plus
Người chơi trên chính thức là người chơi game show. Mời Andamabi từ VDZDZ Linh đâu vậy? Vẫn ở vô đấy. Vào đây, vào. Khi cái frame rate của game này nó thấp đi. Bởi vì ông thấy nhiều quá không? Kể cả thế nào nó vẫn thấp hết. Nó không bao giờ nó hơn 100 được. Nhạc đi. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Lich Dragon. Sao? Hồi bé chỉ muốn làm thế. Không, skip. Skip. Không skip và bị tắc đường ấy. Thế thằng nào nằm nhiều thăng thở thế. Nhiều thăng thở. Cả lúc cứ Man, đông quá. Tối ăn chưa? Tối ăn chưa đây nữa. Tránh ra. Thằng 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 vũ. Thằng vũ. Tốc độ chuột mẹ. Thằng vũ ấy. Đi ra thằng kia. Đi ra. Ôi tôi dậy sao cho tôi được đi trước. Đi đi tôi ăn đấy. Lấy áo này không? Ây da, đi ra lâm. Thằng thằng đập tôi đây. Ra đen này. Đi mẹ. Ra đen đấy. Ao thôi. Rất đẹp à? Rất đẹp đúng không? Có vẻ đẹp. Thôi xây tường tiếp đi. Vũ ở nhà xây tường nhá. Cái nào làm gì? Đồ ăn đâu? Lại spawn y hệt này. Đây chính là cái spawn y hệt vô cũ rồi. Hơ? Đây chính là spawn y hệt. Đập vũ à? Hai người đập cái được. Spawn y hệt mà. Đâu không không giống lắm, có cái cây kìa, cây gần hơn. Cây đằng trước sao ấy chứ. Đây. Ủa, ba gỗ nào. Ú, chơi gì đã đập rồi. Ba gỗ nào. Gỗ nó tự rơi. Bị chết kìa, ra giết. Ba gỗ này. Nghe ai, xuống ngay đây. Xuống làm những đồ nhiều cơ bản cần phải làm đấy. Ờ, đây gỗ cũ mà. Gỗ cũ á. Ờ, đây là spawn, spawn đấy mà. Chính là spawn đấy mà. Đây là spawn thôi, chứ còn không phải vô cũ đâu. Người trùng hợp thôi, trùng hợp. Thế thì xây tường kiểu gì? Tại như cũ à? Đói quá. Eo giống hết thật. Chứ gì? Hay làm game mới không? Lại new game plus. Chưa đánh boss. Con cá bông này đi mẹ nhìn. Chết buồn cười mẹ. Có làm lại không? Lười lắm. Thôi, ok. Làm lại là như thế nào? Bây giờ là mình. Đấy là đâu đó? Đâu rồi? Con chim. Không ăn được cắm lắm à? Mình thường thôi nhỉ? Cái gì đây? Thế. Nà, những điều các bạn cần phải làm. Đâu có mà phải làm gì mà. Có team. Có team có lấy gì đây?
Có mà. Ui. Lấy đi Lâm. Rồi xây xây cái nhà gì để xếp đi, tôi vừa bị disconnect xong bây giờ lại ngủ lại. Ở về máy bay rồi. Ép đá đi, chặt gỗ đi để con nhiều đá lắm. Thì cho vào ấy, đứng em vào chỗ nhà này. Ựa thế đá. Đá này. Cái gì đây? Hết quay củ. Cái đi về cái mai rùa này sao? Mai rùa? Ngon đấy. Nước rùa bị ngon đấy. Nước rùa. Mang nước rùa theo đi. Mai cái gì kìa? Có gì mà chạy kìa? Nhanh đâu? Nhanh. Đâu? Eo. Ê tôi có cái mai rùa. Không. Mở ra kiểu gì? Bấm Y. Đây được rồi. Giờ sao lắc thế? Mình sẽ phải gây chiến. Bọn kia đến này à? Không, tôi phải ăn thịt sống đây này. Hôm nay tôi vừa dùng cái này rồi. Rồi ơi, nhặt gỗ về đi. Ê, ta cái thuyền kia rồi. Lâm thích thì ra đây cùng. Có thuyền kia để xếp về. Anh nặng quá, giúp tôi với. Nhặt hai cái được mà Vũ. À thế à. Ngon, ôi, xếp rồi. Hết rồi. Xếp thôi. Ê, nhặt được 3 cái cùng lúc này. Không, 2 thôi. Thằng đập Lâm. Trời ơi. Thắt được đấy không? Ê, phải đi giết người đi, đói quá. Xếp ở đâu nhỉ? Ông còn thịt không? Thì làm cái rack thôi. Tôi quên hết recipe. Bấm B lên là được mà, bấm B là có hết mà. Làm fire pit nha. Xây bên chỗ khác đi, không biết ở đây là đâu. Làm cái gì mới mới. Cứ làm tạm đây thôi. Đấy sao? Tưởng không, tưởng thích ở gần máy bay. Ừ nhỉ, gần máy bay nó còn exploit được. Thật, đói mày. Ôi đấy, gì ta xem mà xây cái gì vui vui à? Muốn xây cầu trượt không? Đi về cháy rồi. Xuống biển. Xuống biển. Xuống biển. Lâm mẹ Lâm mượn cái vai rùa này. Chết mẹ rồi. Chứ gì đã chết. Cứu tôi rồi. Vứt ra kiểu gì ấy? Làm gì ấy? Làm gì ấy? Vứt ra kiểu gì ấy? Cứu. Yay. Yeah. Gờ à? Đặt từ giữa đường này. Không được, nó cất lại vào trong. À đây đây không, tôi có. Tôi đi gây chiến đây. Cái này nhảy từ trên cao thử kìa. Nhìn này. Nhìn này, đâu? Nhìn này nha. Đâu? Như dở hơi. Từ trên cao đấy được ấy nhỉ? Đây à, từ trên mấy cái dốc này. Ê. Linh. Đi. Này nhà, nhìn này. À, đi nhà đấy. Vậy. Ông đi mà nhặt. Cái gì? Cái gì ấy? Con chí. Nghĩa ơi. Sao cái gua này là gua cũ, ôi giời ơi. Đi gua mới mà. Đi nhặt Nghĩa ơi. Con cũ, nhầm. Đi nhặt đi. Muốn đi kiếm katana không? Lục. À này, ta kiếm luôn. Ai cũng được lấy hết. Lấy luôn à. Cái này rửa máu. Xuống dưới biển. Chim treo được à? Ui. Treo khi nào mà chín thì mới ăn được. Thịt này chín nhờ. Ấy mà thịt nhỏ của chim này không treo được. Đói quá. Hãy ăn thịt chim không?
tường mau mít này. Lấy nướng chim lên mà ăn. Ê sao tôi không thấy thằng nào hết nhỉ? Em nào thấy thịt tôi đâu ăn cũng nhờ cha được nhỉ, không cha được gì đây. Linh ơi đi với, ui thằng nào đây đi đâu tay. Đồng vãi lộn đi với đâu 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 đâu. Ê vui đi ơi vui tấn công chạy à. Red Shadow Legend chạy đi hướng chạy Red Shadow Legend giết nó được ơi không mang thịt nó về ăn đói quá. Ừ để khênh nó về, khênh nó về, khênh nó về cả lũ. Mình mới là thổ dân này hả? Ván dở vậy. Điền ông thổ dân ấy. Đói chết rồi. Ông không thấy tôi đang đói. Để tôi hái rau về luộc. Con nửa cây ấy, thằng nào đấy? Ui, nhiều đồ ăn quá. Ngon đây. Con gái này. Lấy cái đầu. Đầu không ăn được đâu. Trời, lấy xương. Xương. Cho tôi phần đùi, cho tôi phần đùi. Kiểu gì vậy? Có làm gì không? Kiểu như đối xử bọn nó là kiểu là đồ ăn đi. Cái tay kiểu này á, cái kiểu quay. Tôi chỉ lấy phần đùi thôi. Chắc có mỗi cái đấy. Quay. Wow. Tôi xin phần đùi nhá, cái này chín nhá. Ngon. Còn thôi tôi ăn luôn này, đói quá. À đây cho anh đây này. À đâu ấy? Sắc con cả đánh người. À đây là người à? Người thì đốt đấy. Ê cho anh đây ăn nhanh hơn này, đừng để anh lấy. Địt mẹ, cái này chưa chín. Đây đến đây này. Cho lên nữa anh nhỉ. Ở đâu đấy đâu, gạn rồi nhỉ? Này... làm cái gì, muốn làm gì? Đâu thế? Ô, đánh con máu à? Không có chỉnh, đánh con nhỏ nhỉ? Cái gì đây? Vẫn chưa ăn được à? Ôi giời ơi! Ê, có em muốn đi bắt đá. Ê, có cái chữ C rồi kìa, có chữ C. Nào thằng ông của tôi rồi! Mẹ nó thành sò mẹ rồi. Càng đi bắt cá. Đi, hạng thích bắt cá nhất. Cái rồi là gì? Hiện như là ở hướng này. Lâm ơi đợi đồ ăn đi. Nó vẫn thế. Trước mặt đây vẫn là làng. Vẫn thế. Đây à. Cái wall vẫn y hệt. Thì wall game nào chả y hệt. Cái này cái ấy, đoán, dễ đoán. Tôi không uống nữa đâu. Tao bụng đây. Tôi uống mẹ rồi. chưa xem sinh tồn mới được à? Có dây à? Cái cá gì vậy? Nào. Inventory hai cái gậy. Mình gây chiến rồi đấy. Hai cái gậy à? Combine nè. Equip nè. Dạ. Mình năm thằng bằng cả đội quân sợ gì? What? Làng này không có người à? Chả làng nào có đâu. Các thằng nó vừa chạy kìa. À rồi. Ăn đi ăn đi. Cây bay kinh thế. À đâu đây ạ? Nào. Sát người rồi bầu hết rồi phí thế nhở? Thật. Sao Linh đang nhà kìa? Tôi đang đói hay sao nữa? Còn Vũ ra đây mẹ. Gì đâu? Nó có một đống thịt rồi. Ô thỏ này. Ô thỏ. Thách bắt được luôn. Ơ mấy quả dâu ăn được không?